sông Sen, bờ sông Sen ban đêm của nước Pháp, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Người chơi saxophone giữa đêm sông Sen. Từ sông Sen, chúng tôi nhẹ nhàng bước những bước tiến về nhà thờ Đức Bà. Thiền hành ban đêm giữa mùa thu Paris. Paris về đêm, những quán ăn được mở tấp nập, và cuộc sống về đêm của Paris là như thế này. Và phía trước mặt là nhà thờ Đức Bà. Lần trước đến thăm nhà thờ Đức Bà là còn nguyên vẹn, lần này thì đã bị cháy. Chúng tôi sẽ cùng đi đến để cảm nhận. Đã tiến gần rồi, đã thấy biển để La Cité de Notre Dame. Nhà thờ Đức Bà, ban đêm của 2022. Thầy Búc đang tiếp tục thiền hành để khám phá, để cảm nhận nhà thờ Đức Bà ban đêm của năm 2022 mùa thu là vàng. Nhà thờ Đức Bà, Paris, Notre Dame de Paris, mùa thu năm 2022, ban đêm. Và phía đối diện vẫn còn nguyên, còn Paris nhà thờ và không còn nữa. Đi thiền hành rất chậm ở đây để cảm nhận sự vô thường. Và bây giờ đang được xây dựng, khôi phục lại. Từ những bức ảnh để khôi phục dựng lại nhà thờ Đức và Paris. Vô thường, vô thường. Cuộc sống là vô thường, tất cả là vô thường, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nhà thờ Đức Bà đang vô thường. Thế này là vô thường. Nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris. Bây giờ thế này là vô thường. Cùng công ty sư Thái Hà nửa đêm ở nhà thờ Đức Bà.